Xin giới thiệu với mọi người bộ nồi VMF Profima gồm có 5 nồi. Trong đấy có nồi có đường kính lớn nhất là 24cm với dung tích chứa của nồi là 6 lít. Đường kính lớn thứ hai là 20cm với dung tích chứa là 3,3 lít. Nồi tiếp theo có đường kính tương tự 20cm nhưng dung tích nhỏ hơn là 2,8 lít. Hai nồi còn lại có đường kính nhỏ hơn là 14cm, tuy nhiên thì cũng là một nồi có dung tích là 2 lít. Và nồi còn lại thì có dung tích nhỏ hơn là 1,4 lít. Dung tích khác nhau của các nồi là do chiều cao của các nồi khác nhau. Bạn có thể thấy được là mặc dù là đường kính bằng nhau nhưng mà độ cao của các nồi thì hoàn toàn khác nhau. Phía đáy nồi được thiết kế bởi 3 lớp rất là dày dặn, dễ dàng phân bổ nhiệt và bắt nhiệt. Toàn bộ nồi của VMF được thiết kế bởi thép không gỉ 18/10. Với phần nắp kính trong suốt, bạn có thể dễ dàng nhìn được phía thức ăn bên trong quá trình nấu nướng. Bộ nồi Profima của VMF có thiết kế nhìn rất là sang trọng, gọn gàng nhưng chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook Trương Trà hàng xách tay hàng nhập khẩu Đức hoặc vào website duc-viet.com hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số Viber Zalo ở bên dưới.